Thưa quý vị và các bạn, Minh Hải miền Đông hôm nay gửi tới các bạn với một câu chuyện đầy cay đắng, xót xa của một người phụ nữ. Sau đây kính mời quý vị và các bạn lắng nghe, theo dõi về câu chuyện này. Rõ ràng anh nói là còn lâu mới lấy vợ, vậy mà xa tôi chưa đầy một năm đã cưới là sao? Anh nói là cái duyên đến có cản cũng không được và mong tôi tới dự đám cưới. Cách đây 7 tháng, Thắng quyết định rời bỏ tôi vì muốn ra phố lập nghiệp. Tôi đau khổ níu kéo thì anh khuyên tôi đi lấy chồng, còn anh ấy 10 năm nữa mới cưới vợ, không muốn làm khổ tôi. Sau khi chia tay bạn trai, tôi mới biết mình có thai. Nói với Thắng, anh không chịu trách nhiệm và cho rằng tôi có quan hệ với người đàn ông khác, bắt anh ấy đổ vỏ. Bị Thắng xúc phạm, hạ nhục, tôi đã bỏ nhà ra đi đến chỗ không ai biết để kiếm tiền sinh con. Tuần vừa rồi, Thắng bất ngờ gọi điện mời tôi đến dự đám cưới của anh ta. Rõ ràng anh nói là còn lâu mới lấy vợ, vậy mà xa tôi chưa đầy một năm đã cưới là sao? Anh nói là cái duyên đến có cản cũng không có được và mong tôi tới dự đám cưới. Lúc đó tôi rất đau khổ và tức giận. Tôi đang mang thai được 8 tháng, đợi con sinh ra sẽ cho bố con gặp nhau. Thế mà con tôi chưa chào đời, anh đã đi lấy vợ rồi thì làm sao? Thế sau này con tôi có xét nghiệm ADN là con của Thắng đi nữa thì tôi vẫn là kẻ thứ ba. Vào ngày Thắng cưới, tôi đã bắt xe về quê và tham dự đám cưới của anh ta. Giữa lúc tiệc cưới đang vui vẻ, tôi mang bầu khệ nệ bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi đến trước mặt bố mẹ của Thắng và tự tin khẳng định cái thai trong bụng là của anh ấy. Ngay sau đó, Thắng được triệu tập đến và đám cưới nhanh chóng giải tán. Nhà gái tức giận bỏ về và kéo theo cả cô dâu, bỏ mặc Thắng đang ra sức níu kéo. Khi mọi người đã về hết, bố mẹ bắt Thắng phải lấy tôi làm vợ và có trách nhiệm với đứa bé sắp chào đời. Thế nhưng Thắng chỉ thẳng mặt tôi nói là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Khó khăn lắm anh ấy mới tán đổ cô gái giàu có kia, vậy mà trong tích tắc tôi đã phá đám cưới của họ. Bố mẹ Thắng bảo tôi ở lại nhà cho đến ngày đứa bé sinh ra, nếu là con cháu thì sẽ nhận, còn ngược lại tôi phải đền bù tổn thất đám cưới hụt. Thế nhưng Thắng liên tục đuổi tôi khỏi nhà và thề cả đời này sẽ không sống chung một nhà với tôi. Khi tình yêu không còn nữa, tôi cũng chẳng muốn níu kéo làm gì. Tôi đã rời đi và tự nhủ sau này sẽ tự chăm sóc con thật tốt, rồi có ngày Thắng phải hối hận. Vâng, kính mong quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Về thăm bố vợ sau một năm vợ mất, tôi nghẹn ngào khi biết tên cô bé ngồi trước cửa. Khi lấy nhau, tôi và Ly gặp rất nhiều trở ngại. Vì tôi là trai tân, còn Ly hơn tôi 4 tuổi đã từng có một đời chồng. Chồng cũ của Ly đối xử với Ly rất tệ bạc, thường xuyên đánh đập mắng mỏ nên cô ấy đã ly hôn. Vì lẽ đó mà bố mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Họ thấy Ly không xứng với tôi và muốn một phần cũng cảm thấy hơi xấu hổ với họ hàng làng xóm khi có một đứa con dâu như vậy. Nhưng tôi thì rất yêu Ly, nếu không phải cô ấy thì không lấy vợ. Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, nên cuối cùng bố mẹ tôi cũng đành gật đầu đồng ý mối hôn sự này. Sau khi cưới, gia đình tôi không tránh khỏi những lời đàm tiếu từ hàng xóm láng giềng. Để vợ không bận lòng, tôi đưa cô ấy tới tỉnh khác làm việc. Mỗi tháng đi làm, tôi đều đưa hết lương cho vợ, và vợ tôi luôn trích ra một khoản để gửi về quê phụng dưỡng bố mẹ hai bên. Sau này, bố mẹ tôi nhận ra Ly là một đứa con dâu hiền thảo, người vợ đảm đang, nên dần chấp nhận cô ấy
Thậm chí họ còn bảo tôi mua đồ ăn ngon bồi bổ cho vợ, dục chúng tôi sớm sinh cho họ một đứa cháu mập mạp. Nhưng tôi không ngờ rằng Lý chưa kịp sinh cho tôi đứa con nào thì cô ấy và tôi đã âm dương cách biệt. Hôm đó tôi đi làm thêm trong nhà máy. Vợ biết tôi ngại mua đồ ăn bên ngoài, sợ tôi đói nên cô ấy đã làm đồ ăn rồi mang tới nhà máy cho tôi. Nhưng trên đường đi, cô ấy không may gặp tai nạn. Một tài xế đã điều khiển xe tải khi say rượu và đâm phải vợ tôi. Tôi chưa kịp gặp Ly lần cuối thì cô ấy đã ra đi rồi. Sự ra đi đột ngột của vợ khiến tôi suy sụp. Ở đây được một năm thì tôi thu dọn đồ đạc trở về quê. Tôi không muốn ở lại mảnh đất đau thương này nữa. Về nhà được một hôm thì tôi mua ít quà qua thăm bố vợ mà không báo trước. Mẹ vợ tôi mất từ sớm. Khi vợ tôi mới 5 tuổi, bố vợ không đi bước nữa mà ở vậy gà trống nuôi con. Nay người thân duy nhất của ông đã qua đời, chắc ông buồn lắm. Khi tới trước cửa nhà bố vợ, tôi gặp một bé gái đang ngồi trước cửa. Thấy tôi, cô bé hỏi: "Chú tới nhà cháu có việc gì vậy ạ?" Tôi không khỏi tò mò trước câu hỏi của bé gái, bởi bố chồng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là vợ của tôi. Tại sao cô bé này lại nói đây là nhà của cô bé? Sao đây lại là nhà của cháu? Cháu tên là gì? Chú cũng là người nhà này, nhưng đã gặp cháu bao giờ đâu? Cô bé lễ phép nói tên mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó cả. Họ của cô bé và vợ tôi khác nhau, nên chắc chắn cô bé không phải là con riêng của bố tôi rồi. Tôi định hỏi tiếp thì bố vợ tôi từ trong nhà bước ra gọi tên cô bé. Thấy tôi, ông sững cả người. Khi tôi hỏi cô bé này là ai thì ông ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng nói thật. Nhưng nghe xong tôi lại nghẹn ngào. Hóa ra cô bé đó là con của vợ tôi với chồng cũ. Họ chỉ có với nhau một đứa con này. Sau khi ly hôn chưa bao lâu thì chồng cũ của Ly cũng lấy vợ mới, sinh được hai đứa con, nên anh ta chẳng thèm đái hoài tới đứa nhỏ này nữa. Còn về phần Ly, cô ấy sợ tôi không chấp nhận việc cô ấy có con riêng, càng sợ bố mẹ tôi sẽ phản đối đến cùng, nên đành giấu kín chuyện này, giao con gái cho bố nuôi dưỡng. Nghe xong tôi vừa giận vừa thương Ly. Giận vì cô ấy không tin tưởng tôi, giấu tôi chuyện lớn như thế này trong suốt thời gian qua. Tại sao tôi lại có thể chê cô ấy được cơ chứ? Tôi yêu cô ấy nên tôi chẳng ngại. Nếu lúc đó cô ấy nói chuyện này, chúng tôi sẽ đón đứa trẻ về nhà chăm sóc nuôi dưỡng, cho con có một mái ấm, có cả bố lẫn mẹ. Giận bao nhiêu thì tôi càng thương cô ấy bấy nhiêu. Có lẽ cô ấy cũng khổ tâm lắm, nhớ con lắm nhưng không biết tâm sự với ai. Sau đó tôi xin phép bố vợ nhận nuôi con gái riêng của vợ. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ coi cô bé như con ruột của mình, cho cô bé một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy để vợ tôi được yên lòng. Vâng, mong quý vị lắng nghe, bình luận, chia sẻ về hai câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.